mà nhân vật mới ngủ dậy thì cái mặt nó đúng kiểu là mới ngủ dậy, và thậm chí là trên mặt nó còn in những cái vết hằn của cái gối. Khi mà tối mình ngủ mình nằm quá lâu thì nó sẽ có những cái hằn 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 trên mặt của mình. Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là kênh YouTube mình xây dựng các nội dung về đề tài hướng nghiệp, về ngành học, trường đại học, việc làm cũng như là mức thu nhập sau khi tốt nghiệp, với hy vọng có thể giúp cho các bạn tìm được một nghề nghiệp phù hợp nhất trong tương lai. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục quay lại với một cái nghề nghiệp khá là đặc biệt, khá là gây tò mò cho nhiều người, đó là nghề diễn viên. Cũng như mình sẽ nói qua về ngành diễn viên kịch truyền hình ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong video mình sẽ nói hết những cái mà mình biết về môi trường làm việc, tính chất công việc của một diễn viên từ lúc mới vào nghề cho đến lúc thành công. Cùng với đó mình sẽ chia sẻ những cái yếu tố giúp cho bạn có thể gây ấn tượng được với đạo diễn, với nhà sản xuất, cũng như là những cái yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của một người diễn viên. Các bạn nào mà muốn làm diễn viên thì nhất định phải xem video này của mình, mà các bạn nào không làm diễn viên cũng có thể xem video này của mình để có thêm những cái kiến thức hay ho về cuộc sống. Về cơ hội việc làm thì nghề diễn viên nó rất là đặc biệt so với những ngành khác, có thể nói rất là hiếm hoặc thậm chí là không có một cái tin tuyển dụng nào để tuyển diễn viên hết, mà các bạn cần phải follow những đạo diễn, những nhà sản xuất hoặc là tham gia vào những cái group tuyển diễn viên để nắm bắt những cái thông tin về những cái buổi casting để mình đăng ký, mình tham gia casting. Trong cái giai đoạn đầu khi mà các bạn đi casting thì các bạn sẽ cảm thấy rất là nản, rất là khó để đậu vai, nhưng mà các bạn cần phải giữ lửa, giữ đam mê để các bạn đăng ký, các bạn đi casting thường xuyên thì các bên casting nó sẽ lưu lại cái hồ sơ, cái thông tin, cái hình ảnh của các bạn. Khi mà may mắn có một cái vai diễn nào đó phù hợp với các bạn thì có thể người ta sẽ liên hệ lại với các bạn. Mình sẽ bật mí cho các bạn ba điều sẽ giúp cho các bạn gây được ấn tượng với đạo diễn và nhà sản xuất. Đầu tiên là các bạn cần phải có một cái ngoại hình đẹp hoặc là ấn tượng. Ấn tượng có nghĩa là dù gương mặt của các bạn không quá đẹp nhưng mà cái cách ăn mặc, cái tóc tai của các bạn làm cho người ta liên tưởng đến một cái hình tượng nào đó. Nói chung là các bạn cần phải biết xây dựng cho bản thân mình một cái phong cách riêng để cho những người đạo diễn họ dễ dàng liên tưởng hơn đến một cái hình tượng, một cái hình ảnh nào đó phù hợp với bạn. Thứ hai là các bạn có sự am hiểu về nghệ thuật. Các bạn có quan tâm, có tìm hiểu về những bộ phim nghệ thuật của Việt Nam. Các bạn biết được những cái phim kinh điển của nước ngoài hoặc là hay xem những cái phim đạt giải Oscar này nọ. Các bạn có thể đưa ra những cái lời nhận xét hay ho về một bộ phim khi mà các bạn nói chuyện với ekip làm phim, với đạo diễn. Thứ ba, cái điều quan trọng nhất đó là sự nhiệt tình. Các bạn có sự trân trọng đối với từng vai diễn nhỏ, dù nó chỉ là một cái vai diễn thoáng qua thôi. Ví dụ như là một vai ăn xin, nó còn không phải là một cái vai gì đó đẹp mắt nữa, nhưng mà các bạn có sự trân trọng, có sự tìm hiểu về một người ăn xin ở ngoài đời, họ đi đứng, nói năng, ăn mặc như thế nào, và các bạn truyền tải lại vào vai diễn của các bạn. Các bạn không quản ngại nắng nôi, diễn đi diễn lại nhiều lần để cho cái cảnh quay nó được hoàn hảo nhất, thì đó chính là cái điều đáng quý nhất của một người diễn viên. Ở nghề này, để mà đi đến được cái sự thành công thì có hai yếu tố mình cảm thấy quan trọng nhất. Đầu tiên đó chính là các bạn cần đánh giá được cái năng khiếu của bản thân các bạn. Thứ hai đó chính là cái sự kiên trì, kiên định theo đuổi tới cùng. Có nhiều người họ may mắn bởi vì họ có một cái ngoại hình ổn và kiểu như là có một cái vai diễn lớn nào đó mà cái tính cách trùng với cái tính cách của họ ngoài đời, hoặc là ở đằng sau họ có một cái gia thế rất là lớn để hỗ trợ cho họ. Còn lại thì đòi hỏi các bạn cần phải có cái sự cố gắng và nỗ lực rất là nhiều trong một cái thời gian rất là dài. Các bạn có thể xem phim Tân Vua Hài Kịch của Châu Tinh Trì thì các bạn sẽ hình dung sơ sơ được cái sự, cái con đường thành công của một cái người diễn viên nó như thế nào. Các bạn ra đời làm việc thì các bạn sẽ gặp phải chuyện này chuyện kia, khó khăn sóng gió vô cùng kéo đến, thì sau một cái thời gian mình bắt đầu có một cái sự trưởng thành, mình có đủ thời gian để quan sát con người, quan sát cuộc sống, dần dần cái diễn xuất của mình nó sẽ đạt đến cái sự chín mùi. Các bạn có thể hiểu và truyền tải tâm lý nhân vật một cách thực tế, tinh tế, chứ nó không đơn thuần là cái kỹ thuật để làm chủ giọng nói và hình thể như trước nữa.
Ở cái nghề này, khi mà các bạn chưa có được sự thành công thì cái thu nhập của các bạn nó sẽ không được ổn định, thậm chí là các bạn còn cảm thấy cái thu nhập nó không có được xứng đáng với những cái công sức mà mình đã bỏ ra. Các bạn phải bỏ ra công sức rồi cái sự đầu tư vào quần áo, tóc tai, make up này nọ, cái thứ rất là nhiều, nhưng mà cái tiền thu lại thì nó sẽ không có được bao nhiêu hết. Mình sẽ giải thích là tại sao nó lại như vậy. Bởi vì khi mà các bạn đã có một cái tên tuổi nhất định rồi thì những cái nhãn hàng họ sẽ liên hệ với các bạn rất là nhiều để các bạn đi đóng TVC hoặc là nhận những cái sản phẩm của họ về viết bài review trên Facebook thôi, thì cũng sẽ có một cái chi phí cát-xê rất là hậu hĩnh. Cho nên có thể hiểu đi đóng phim nó giống như là một cái sự đầu tư để đến khi mà bản thân các bạn nổi tiếng rồi thì các bạn mới thu lại được cái kết quả xứng đáng cho những cái công sức mà các bạn đã bỏ ra trước đó. Ở những diễn viên nổi tiếng thì cái cát-xê của họ cũng không quá cao, nhưng mà họ vẫn tham gia đóng phim một cách đều đặn để có thể duy trì được hình ảnh của bản thân. Một cái hợp đồng quảng cáo thì tùy theo vào mức độ nổi tiếng của bạn mà các bạn có thể nhận được vài chục đến vài trăm triệu. Không đẹp thì có làm diễn viên được không? Ở câu hỏi này các bạn có thể nhìn vào hai diễn viên là Thu Trang và Thái Hòa thì mình nghĩ không đẹp, nhưng nếu bạn có cái năng khiếu hài hước thì đó sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn. Khi mà các bạn chưa có tên tuổi thì các bạn vẫn có thể đi casting để đóng quảng cáo được, và dù có tên tuổi hay không thì cái chi phí khi mà đi đóng quảng cáo nó vẫn cao hơn là đi đóng phim. Tiếp nữa là các bạn có thể chăm đi chụp hình hoặc là quay những cái clip TikTok để xây dựng tên tuổi trên mạng xã hội thì nó cũng sẽ giúp cho công việc của các bạn được thuận lợi hơn. Để thi tuyển đầu vào chuyên ngành này ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì nó có một chút sự khác biệt so với những cái chuyên ngành thông thường. Đó là các bạn phải thi một môn năng khiếu về diễn xuất. Theo mình nhớ thì tỷ lệ chọi vào trường nó cũng không quá cao. Các bạn chỉ cần có một sự tập trung hoặc là luyện thi ở trường Sân khấu Điện ảnh thì cái khả năng đậu vào trường nó cũng khá là lớn. Các môn học quan trọng nhất sẽ là môn hình thể, môn tiếng nói sân khấu, môn kỹ thuật biểu diễn. Đó là những cái môn học giúp cho các bạn rèn luyện về cái khả năng diễn xuất, khả năng làm chủ cơ thể và giọng nói của các bạn để các bạn có thể truyền đạt cảm xúc của nhân vật đến với khán giả một cách tốt nhất. Ngoài ra các bạn còn được học những cái môn như là múa, hát. Đó là những cái môn học giúp cho các bạn có thể làm chủ sân khấu tốt hơn, cũng như là hóa thân vào nhân vật tốt hơn. Trong những cái kịch bản phim thì nhân vật có thể được xây dựng như là kiểu biết múa, biết hát, biết đàn, biết vẽ, biết võ thuật. Bài tập của các bạn sẽ là diễn các tiểu phẩm, các biến đoạn, hoặc là diễn lại các tác phẩm kinh điển của Việt Nam hoặc là nước ngoài. Biến đoạn có nghĩa là các bạn xem một bài văn, một bài thơ, nghe một bài nhạc, sau đó biến tấu cho nó thành một cái trích đoạn nhỏ. Suốt 4 năm học sẽ là một cái quá trình để các bạn rèn luyện mỗi ngày, rèn luyện cùng bạn bè, thầy cô để cái khả năng của mình nó được hoàn thiện theo từng ngày. Các bạn lưu ý, chuyên ngành của mình nó là chuyên ngành diễn viên kịch truyền hình, có nghĩa là diễn xuất nó có thể về kịch, nó có thể về phim ảnh, và diễn xuất về kịch và về phim ảnh nó có một cái sự khác nhau nhất định. Mình sẽ nói một cách đơn giản nhất cho các bạn hiểu là như thế này. Diễn xuất sân khấu có nghĩa là khán giả nhìn thấy các bạn từ xa, cho nên cái diễn xuất của mình nó cần có sự cường điệu hơn về nét mặt, về giọng nói cũng là như là về cơ thể. Còn điện ảnh hay là phim truyền hình là những cái ống kính nó đặt rất là gần mình, cho nên cái nét diễn của mình cần có một cái sự tinh tế hơn. Và trong truyền hình và điện ảnh nó cũng có sự khác biệt. Ví dụ như phim truyền hình, nhất là những cái phim truyền hình thần tượng, thì buổi sáng khi mà nhân vật mới ngủ dậy thì cái nét mặt nó vẫn có một cái sự tươi tắn, một cái sự hoàn hảo nhất định. Còn diễn điện ảnh nó cần có một cái sự chân thật, một cái sự gai góc hơn nữa. Khi mà nhân vật mới ngủ dậy thì cái mặt nó đúng kiểu là mới ngủ dậy, và thậm chí là trên mặt nó còn in những cái vết hằn của cái gối. Khi mà tối mình ngủ mình nằm quá lâu thì nó sẽ có những cái hằn trên mặt của mình. Nhân vật được xây dựng theo kiểu như là có một gương mặt bóng dầu hoặc là một mái tóc bết để nó lột tả được cái sự chân thật của một cái nhân vật. Thì đó, tóm lại diễn xuất trên sân khấu thì nó có sự cường điệu về hình thể và về giọng nói. Còn diễn xuất truyền hình thì nó chân thật nhưng mà nó có một cái sự hoa mỹ nhất định. Còn về điện ảnh thì cần có một cái kiểu gai góc hơn. Đó là những cái khác biệt căn bản nhất mình nói ra để cho các bạn dễ hiểu. Còn trong từng tác phẩm, trong từng bộ phim, trong từng thể loại thì nó sẽ có những cái yêu cầu riêng nữa. Các bạn nào có sự yêu thích và có định hướng thiên về phim ảnh hơn thì các bạn còn
cần xem phim nhiều và tự nghiền ngẫm, tự nghiên cứu, hoặc là các bạn có thể xin đóng phim bài tập cho những anh chị bên lớp đạo diễn phim để rèn luyện cũng như là xây dựng mối quan hệ cho công việc sau này. Các bạn có còn câu hỏi gì có thể ghi xuống phần comment của mình. Mình sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.